vào đây. Ơn rồi. Chào anh. Em đây rồi. Chào em anh. Đến đúng giờ quá. Thế còn cậu này? À, anh ấy trước đây là đồng nghiệp cũ của em. Hôm nay anh ấy có chuyện không vui, em đưa đến đây chơi cho đỡ buồn ạ. À, đồng nghiệp cũ của em? Thế tức là cũng làm trong lĩnh vực âm nhạc à? À dạ không, anh ấy làm quản lý. À, anh ấy là trước đây là trưởng phòng của em. Ôi trời, thế tiếc quá. Anh cũng đang đau hết cả đầu đây. Sau hôm nay có khi là không diễn được. Cái gì? Đến đây rồi mà sao mới hủy ạ? Ừ, nói nhỏ thôi. Anh cũng đang tính, nhưng mà chẳng biết làm thế nào cả. Cái bạn chơi guitar trong band mà gọi điện mãi không thấy nghe, đến giờ mà vẫn chẳng thấy xuất hiện được cả. Thế thì anh phải tìm người thay Chi chứ. Chi là ai? À, ý em Chi là chân ạ. Anh ơi, hay là để em được không? Em chơi được guitar. Ui giời ơi, thế mà không nói sớm. Máy quá, vào đây. Chuẩn bị, sắp lên diễn rồi. Đi theo anh. Anh bị điên à? Đây tuy là show nhỏ, nhưng nó là uy tín của em. Anh nhận bừa như thế thôi, sau này người ta không thuê em hát nữa thì sao? Cô bị làm sao đấy? Đây cũng là uy tín của anh luôn. Việc không làm được, anh nào dám nhận? Chim điêu. Trước đến nay em có thấy anh chơi đàn guitar đâu. Mà hôm nay nhé, em toàn hát bài khó thôi. Chơi đàn guitar vớ vẩn nó không đánh được đâu. Này, này, này. Xúc phạm nghệ sĩ nhá. Nhắc cho cô nhớ, hồi còn làm việc ở 5m, anh đã từng làm rất nhiều công việc không phải chuyên môn của anh, mà anh vẫn làm tốt đấy thôi. Nhưng cái vấn đề là hôm nay, anh phải hoàn thành công việc thật xuất sắc. Yên tâm, anh chắc chắn mà. Không tin nhá, anh đánh thử cho mà xem. Ê, đại ca ơi, cái đấy là bass guitar ở đằng kia. À thế à? Mà quan trọng gì, với anh ấy, bass cũng thành guitar, mà piano cũng thành keyboard hết. Em đặt niềm tin cho anh lần này đấy. Anh cố gắng hoàn thành xuất sắc cho em nhá. Cứ yên tâm. Nam mô thì làm Phật lệnh chúng em chứ. Chứ vào đây gì chương trình. Nếu như ngày anh bước đến vì anh đã yêu thương em, hãy nói với em chân tình, trái tim đừng làm em bối rối. Nếu như khi ngày mai thức dậy, yêu thương kia mong manh tựa cơn gió bay qua. Biết đánh đàn đấy, đã thế lại còn phiêu nữa chứ. Chuyện anh mà đã làm cái gì nó chỉ có chuẩn chỉnh trở lên. Tiếp theo em hát bài Giờ Em Đã Là Mẹ Rồi Nha cho anh. Giờ em đã là mẹ rồi nha, 9 tháng thằng cu lòi ra, con anh cứ trông như thỏ mà, con em cứ lên cứ như heo, đây là kế tư ấy, em lên làm cha. Đúng okay, rồi. Và để tiếp tục chương trình thì sau đây Thảo Mai xin gửi đến tất cả quý vị một... Ấy, từ từ. Tặng em. Em xin ạ. Từ nãy giờ anh ngồi phía dưới ngắm em, nghe em hát. Anh kết em lổ đĩa đấy. Em cảm ơn ạ. Bây giờ anh sẽ tặng em một bài hát để thay lời muốn nói. Mic đây, xin mời. Music, bắt đầu. Bố em hút rất nhiều thuốc, mẹ em mắt ướt lệ nhòa, bố em thì đi lại, mẹ em thì đây thằng kia. Mày chơi cái nhạc kiểu gì đấy? Dạ hóa ra ghi âm playback à, bật nhạc sẵn à. Anh ơi, chắc là có hiểu lầm gì ở đây đấy ạ. Sao đấy đại ca? Thì tan là việc của mồm, anh cầm em cái. Cầm là việc của tay, chân sinh ra để chạy, hiểu chưa? Chạy. Ê thằng kia đứng lại. Ê em gái ơi, đợi anh đưa em đi trốn. Ôi dồi ôi, chỗ này hỏng hết rồi. Ngày hôm nay là cái ngày gì không biết.